Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động thực hiện giãn cách xã hội thì xe buýt Bùi Trần tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại. Theo đại diện đơn vị kinh doanh, trong thời gian tới giá vé sẽ được giảm tới 65% để thu hút người dân sử dụng trải nghiệm loại hình giao thông mới này. Trước đó, từ cuối tháng 3, thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, xe buýt Bùi Trần phải tạm ngưng phục vụ để phòng dịch Covid-19. Vào ngày 27 tháng 4, loại hình này đã được cho phép hoạt động trở lại. Thực hiện chính sách kích cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ miễn giảm giá vé cho hành khách. Cụ thể, trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí, trẻ em từ 6 đến 11 tuổi giá vé là 99.000 đồng một người và người trên 12 tuổi là 149.000 đồng một người. Bên cạnh đó, khi trở lại hoạt động, xe buýt 2 tầng cũng phải chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an toàn phòng dịch như không chở quá 50% sức chở của phương tiện, khử trùng phương tiện, hành khách và nhân viên được thực hiện đeo khẩu trang.